吹过你吹过的晚风。俗话说，每逢过节胖三斤，这句话一点都没错。你这哪里是胖三斤，至少胖30斤了吧？你怎么一点都没胖呢？因为你在吃的时候，我都在练练练。动漫人物也要注意形象啊，瘦下来哪有那么容易？容易啊，找漫画家改改体型不就好了？啊，这也行？还可以改成强壮型，暴走型。还有 Q 版造型，想怎么改就怎么。这改的什么鬼啊？哦吼！过来蹭饭了，打扰了。这门好像不怎么结实啊，椅子也不怎么结实啊。你家怎么一点过年气氛也没有啊？我把家里带红色的东西都收起来了，干得漂亮。牛哥一看到红色就会。CIB 小队注意，还不去异化丧尸出没，将僵尸抓捕。小 case 了。对了，大木啊，你还有一个秘密任务，就是帮 Mr. Boy 脱单。你小声点。放心，包在我身上。异化丧尸正在朝异区移动。别紧张，我需要你帮个忙。目标丢失。大木，你那边怎么样？我也毫无收获。喂，现在这儿好机会。一会儿你假装偷袭那个女生，给蹦制造英雄救美的机会，两人坠入爱河 ，Happy Ending， 完美收场。快不快去？别搞砸了。斯瑞克，小心！就是这样。抓捕任务完成，这就回去。好恶心，这个白痴。不敢看了。我打了2个小时，搞什么？对不起，看剧太投入了。唐三和小五被武魂殿追杀，正赶到紧张的时候。光着急有什么用啊？干嘛？去帮忙。没事吧，小五？强弩莫使，何必再做无谓的挣扎？来者何人？援军抵达战场。能不能先从我身上起来？不好意思啊。一般乌合之众，吸血蛛刺，糟糕，交给我吧。这是什么武魂？机甲系武魂，有意思。该死，
给他点颜色看看。好的，哥。十元一拳，超过100分就能给你的女友一个大粑粑喽！你打这个还不跟玩似的？嗯 ，Go Go Go！你这个弱鸡，白健身了，回去就把你蛋白粉全。不用哦，欢迎下次光临。嘿，傻瓜，我调高了难度，哪有那么容易打高分呢？是满分呢。少把你准备难度啊！厉害呀，小姑娘，你要不要也试试？我能要自己的拳套吗？可以呀，切，自带拳套还挺专业的。抱歉，没控制好力度。老板，我们下次再来玩。永远都别来啦！可恶！啊？哎，帅哥，要不要试一拳？奖品很丰厚哦。你还搞什么？小姐姐！可恶！怎么想逞英雄吗？我让你一拳都可以。那我就不客气了。哈嘿哈哈！好家伙，这么厉害吗？Chào các bạn và bà con đã quay lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn và bà con về nuôi dê bao lâu thì bán được. Đã chăn nuôi thì ai cũng mong muốn vật nuôi của mình được xuất trường sớm, thu lợi nhuận cao. Với dê cũng thế. Vậy nuôi dê bao lâu thì bán được? Thì tùy thuộc vào mỗi giống dê thì thời gian xuất trường lại khác nhau nha các bạn. Các thông tin sẽ được chia sẻ chi tiết trong video này nha các bạn. Thời điểm xuất trường của dê địa phương thường thì hiện nay trên thị trường có 3 loại giống dê nha các bạn. Giống dê thứ nhất là dê cọ. Dê địa phương hay còn gọi là dê cọ, có màu lông không đồng nhất, nhiều màu khác nhau như màu vàng, màu đen, khoang trắng hoặc trắng xám. Dê cọ có thân hình nhỏ gọn, mình ngắn. Dê cái có trọng lượng từ 34 đến 35kg một con. Dê đực có trọng lượng từ 45 đến 50kg một con là có thể xuất chuồng bán được nha các bạn. Thứ hai là về giống dê Bách Thảo. Dê Bách Thảo có nguồn gốc từ Ấn Độ. Loài dê này cho năng suất thịt và sữa cao hơn dê cọ. Giống dê này hiền lành, có thể kết nuôi nhốt và chăn thả hoặc nuôi nhốt hoàn toàn đều cho kết quả tốt nha các bạn. Nếu điều kiện và nguồn thức ăn ổn định thì từ 5 đến 6 tháng, từ 5 đến 6 tháng tuổi đã có thể xuất chuồng. Cân nặng sẽ đạt khoảng 30 đến 35kg một con. Dê Bách Thảo có thể đạt từ 40 đến 45kg một con đối với dê cái. Còn 60 đến 85kg một con đối với dê đực nha các bạn. Thứ ba là về giống dê bo. Dê bo là hay còn gọi là dê Nam Phi. Đây là giống dê cọ. Đây là giống dê có khả năng phát triển rất nhanh, sinh trưởng tốt, cho sản lượng thịt tương đối cao. Trọng lượng trung bình của dê cái trưởng thành có thể đạt từ 70 đến 80kg một con nha các bạn. Còn dê đực có thể đạt từ 90 đến 120kg một con. Giống dê này được nuôi trong điều kiện tốt, thức ăn đầy đủ thì có thể xuất chuồng từ tháng thứ 5 và tháng thứ 6. Lúc này trọng lượng dê đạt khoảng
50-60 kg một con. Dê là vật nuôi có trên hầu khắp các tỉnh của nước ta. Ngoài việc chăn thả tự nhiên, bà con và các bạn có thể kết hợp